Mùng 1 Tết, tuyệt đối cấm ăn 4 món này, kẻo rước họa vào thân, càng ăn càng mất lộc. Mến chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về phong thủy, tâm linh và Phật Pháp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Kính thưa quý vị, theo quan niệm dân gian thì ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán là ngày đầu tiên của năm mới, đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở, mang theo những điều mới mẻ và ý nghĩa. Vì vậy, trong những ngày này, mọi người dân Việt Nam thường sẽ cố gắng chuẩn bị mọi việc thật chu đáo, làm những việc thu hút tài lộc, chọn những màu sắc quần áo rực rỡ để tăng cường sự may mắn của bản thân và gia đình. Ngược lại, theo quan niệm xưa cho rằng, trong ngày mùng 1 Tết, cần phải tránh không ăn những món này để không rước họa vào thân. Một năm làm việc vất vả mà vẫn nghèo hèn cực khổ, sóng gió đại họa cứ kéo đến triền miên. Chính vì thế mà câu hỏi đầu năm nên ăn gì và không nên ăn gì để bản thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tránh xa được những điều xui xẻo được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu 4 món ăn ngày Tết tuyệt đối cấm không được ăn, kẻo rước họa vào thân, càng ăn càng mất lộc qua video ngay sau đây. Thứ nhất, thịt chó. Trong ngày mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới. Vì vậy, theo quan niệm từ xa xưa, trong ngày này sẽ có rất nhiều điều cần phải kiêng kỵ để cả năm gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán. Một trong số đó là kiêng không ăn thịt chó. Thịt chó là một món ăn rất phổ biến ở hầu hết các vùng miền ở Việt Nam. Người ta thường gắn món ăn này với việc xả xui vào ngày cuối tháng để cầu mong đầu tháng sẽ gặp nhiều may mắn, tốt lành. Thậm chí, nhiều vùng còn coi đây là đặc sản, là quốc hồn, quốc túy để cùng nhau say sưa rượu chè hoặc là món ngon trên bàn tiệc để trao đổi công việc. Nếu bỏ qua vấn đề đạo đức và sự lên án của xã hội, thì theo Đông y, thịt chó có tính ấm, vị mặn, có tác dụng bổ trung, ích khí, ôn thận, trợ dương, nên được sử dụng như một vị thuốc chữa đau xương, mỏi gối, đau nhức cơ thể, rất tốt cho những người có máu hàn. Tuy nhiên, thịt chó ngon và có ích là thế, nhưng nhiều người có quan niệm trong những ngày đầu tháng hoặc đầu năm cần tránh ăn thịt chó. Có 3 nguyên nhân chính để lý giải cho việc mùng 1 không nên ăn thịt chó như sau. Thứ nhất, xuất phát từ nếp sống của người Việt từ xa xưa. Đa số người dân làm nông nghiệp lúa nước, cuộc sống quanh năm vất vả, khổ cực. Vì vậy, người xưa chỉ nuôi chó với tác dụng duy nhất là trông nhà, chứ không nuôi làm cảnh như hiện nay. Vì vậy, loài chó thường không được coi trọng, là loài động vật bị coi là thấp kém, ăn bám chủ nhân, hôi hám, bẩn thỉu, có cuộc sống bị coi là chịu đựng. Vì thế, trong văn hóa xưa của Trung Quốc và Việt Nam, người ta thường gắn những ngôn từ tồi tệ nhất để ví với loài chó. Do đó, những ngày đầu tháng hoặc đầu năm là những dịp quan trọng và thiêng liêng trong văn hóa tâm linh của người Việt, cần có sự thanh tịnh và tốt lành, nên người ta tránh không ăn thịt chó để xua đuổi sự xui xẻo, vận hạn đen đủi đeo bám, khiến cho cuộc sống trở nên trắc trở, khó khăn, làm ăn thất bát. Lý do thứ hai mà người ta kiêng không ăn thịt chó vào ngày đầu tháng hoặc đầu năm, đó là vì thịt chó thường ăn kèm với mắm tôm. Mắm tôm cũng là một món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng đây cũng là một món ăn thuộc danh mục cần phải kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết, bởi vì nó có mùi rất nặng, đặc trưng, uế khí rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Công việc kinh doanh, làm ăn sẽ có nhiều trở ngại, rối ren, không được thuận lợi. Ngoài ra,
Trong đa số văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Việt, trong ngày mùng 1 Tết, mọi người thường sẽ đi xông đất, xông nhà, chúc Tết bà con họ hàng, cô bác xóm giềng, đi thắp hương đình chùa, miếu phủ. Việc bản thân ăn mắm tôm trong ngày này sẽ làm cho miệng có mùi hôi đặc trưng, khiến cho bản thân thiếu tự tin trong giao tiếp. Đồng thời, nếu đi lễ chùa thì sẽ bị coi là bất kính với thần linh. Do đó, tuyệt đối không nên ăn thịt chó mắm tôm, kẻo rước họa vào thân, đại nạn ùn ùn kéo đến quý vị nhé. Lý do thứ ba, với cuộc sống phát triển văn minh hiện đại như ngày nay, loài chó đang dần trở thành một loài vật rất được yêu thương và chiếm được nhiều cảm tình của mọi người. Nó là loài vật trung thành, thông minh, gần gũi với con người, thường được coi như một thành viên quan trọng trong nhà. Người ta còn cung cấp rất nhiều các dịch vụ chăm sóc thú cưng dành cho loài chó, kể cả là những bệnh viện thú y. Vì thế, việc ăn thịt chó dần dần đang bị xã hội lên án, cho rằng không phù hợp với văn hóa hiện đại. Bạn cần hết sức cân nhắc điều này khi quyết định ăn thịt chó vào ngày đầu năm, vì có thể sẽ vấp phải những ý kiến phản đối của nhiều người và không có được thiện cảm của những người xung quanh. Chưa kể, thịt chó cũng gắn liền với một số tệ nạn khác trong xã hội. Khi chúng ta đang ăn thịt chó, thì rất có thể đây là hành động gián tiếp tiếp tay cho những hành động xấu xa. Vì vậy, Vạn Điều Hay hy vọng quý vị có thể rời xa món ăn này. Thứ tư, đây là lý do quan trọng nhất để không ăn thịt chó. Tại Việt Nam, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông đảo nhất, có thể coi Phật giáo là quốc giáo ở Việt Nam. Đức Phật dạy, có 5 tội lỗi lớn nhất của đời người khiến bản thân ta phải chịu quả báo nặng nề. Đó là bất hiếu, sát sinh, trộm cắp, tà dâm và khẩu nghiệp. Trong đó, việc ăn thịt chó sẽ bị coi là tiếp tay và phạm phải tội sát sinh. Đức Phật dạy, có luân hồi tất có nhân quả, hai việc ấy vốn liên tục nhau. Nghiệp hay quả vốn là kết quả, nhân hay duyên của con người tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này. Rồi cái quả ấy lại làm nhân cho cái quả khác sẽ báo ứng về sau. Nhân và quả cứ tiếp tục tương ứng như vậy, mãi như bóng với hình, mãi mãi là cuộc trả vay, vay trả trong cõi luân hồi. Trong khi đó, chó là một loài vật trung thành tuyệt đối, là một người bạn thân thiết của con người. Kể cả trong lúc nghèo khổ, khó khăn nhất, chó luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình, canh giữ nhà cửa, vui buồn cùng chủ, là nhân vật đầu tiên vui mừng đón chúng ta trở về nhà, kể cả trong những trường hợp chó bị ốm đau, bệnh tật, đói khát, nó vẫn luôn luôn nhớ về người chủ của nó. Dù cho người chủ có nghèo khó, rơi vào hoạn nạn như thế nào, nó vẫn không bao giờ bỏ đi. Có những câu chuyện kể về việc người nuôi chó không may qua đời mà con chó vẫn ngồi canh trên mộ của chủ nhân mãi không rời xa. Từ tất cả các lý do trên, để ngày đầu tiên của năm mới hướng tới những điều tốt đẹp, nhân văn và nhiều ý nghĩa, mang đến phước lành cho gia chủ và các thành viên trong gia đình, chúng ta hãy tránh không nên ăn thịt chó quý vị nhé. Thứ hai, thịt vịt. Thịt vịt là một loại thức ăn hết sức phổ biến và quen thuộc đối với người dân Việt Nam vì sự tiện lợi của nó, dễ mua, dễ tìm và giá cả rất phù hợp với túi tiền. Người ta cũng chế biến thịt vịt thành rất nhiều món thơm ngon bổ dưỡng như vịt nấu măng, vịt nướng lá mắc mật, vịt xào cay. Thịt vịt cũng có rất nhiều bổ ích đối với sức khỏe của con người, ví dụ như duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Thịt vịt chứa nhiều khoáng chất cần thiết như đồng, giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần luôn ổn định. Ngoài ra, thịt vịt cũng rất tốt trong việc làm giảm hàm lượng cholesterol có hại và nâng cao hàm lượng cholesterol có lợi trong cơ thể. Thịt vịt giúp tăng trọng lượng cơ thể một cách tự nhiên. Hàm lượng axit béo cao có trong thịt vịt có tác dụng làm tăng cân một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nên tiêu thụ thịt vịt một cách hợp lý để hình thành trọng lượng cơ thể lý tưởng,
bởi hàm lượng chất béo và chất đạm trong thịt vịt gấp đôi thịt gà bình thường. Chất niacin sẽ giúp đường tiêu hóa hấp thụ carbon hydrate, protein và chất béo dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc tiêu thụ thịt vịt cũng đặc biệt tốt cho việc khắc phục bệnh tiểu đường. Tuy có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của con người, nhưng theo quan niệm của các chuyên gia phong thủy tâm linh, thì thịt vịt lại là một món ăn cần phải loại bỏ trong danh sách các món ăn trong ngày mùng 1 Tết và các ngày mùng 1 trong tháng. Bởi vì các cụ xưa thường nói rằng lạch bạch như vịt để gắn liền với sự không may mắn, không suôn sẻ, dễ gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống cũng như công việc kinh doanh buôn bán. Chính vì lý do này mà thịt vịt thường bị gắn với những điều xui xẻo, vận hạn. Người ta cho rằng ăn thịt vịt vào ngày mùng 1 là vận hạn sẽ ập đến, tan đàn xẻ nghé, công việc rối tung rối mù. Từ đó, hầu hết người dân Việt Nam, đặc biệt là những người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm những công việc lớn trọng đại, người ta cũng kiêng ăn thịt vịt để cầu mong may mắn, bình an sẽ đến với bản thân. Thứ ba, sầu riêng. Sầu riêng là một loại trái cây lớn, có mùi khá nồng và nặng, nhưng đây lại là một món ăn có sức hấp dẫn, khó có thể chối từ của nhiều người. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sầu riêng có thể mang lại một số lợi ích lớn cho sức khỏe của con người tuyệt vời như sau. Ngăn ngừa bệnh tim. Các hợp chất thực vật có trong sầu riêng có tác dụng làm giảm mức cholesterol, ngăn chặn các tình trạng xơ cứng động mạch, giảm nguy cơ ung thư. Trong sầu riêng có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất này có khả năng làm vô hiệu hóa các gốc tự do, nguyên nhân chính dẫn tới hình thành và phát triển các tế bào ung thư trong cơ thể. Kiểm soát lượng đường trong máu. Chỉ số đường huyết có trong sầu riêng đạt mức thấp hơn so với các loại trái cây nhiệt đới khác. Vì vậy, việc tiêu thụ sầu riêng có thể giúp giảm lượng đường có trong máu, từ đó ngăn ngừa các nguy cơ gây tiểu đường hoặc tim mạch, chống nhiễm trùng. Phần vỏ của sầu riêng là một nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất có đặc tính chống nấm men và kháng khuẩn tuyệt vời. Mặc dù sầu riêng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuyệt vời như vậy, nhưng rất tiếc, đây lại là một món ăn có trong danh sách cần phải kiêng kỵ của người Việt Nam. Lý do là bởi vì nguồn gốc của trái sầu riêng kể về một câu chuyện tình cảm rất buồn của hai vợ chồng yêu thương nhau, chung thủy son sắc. Nhưng không may, người vợ qua đời sớm, người chồng phải sống một đời cô quạnh. Sau khi người chồng cũng qua đời, thì người dân thấy rằng trong nhà người đàn ông ấy có một trái cây có gai, mùi rất nồng đặc trưng, nhưng khi ăn vào thì thấy thơm ngon, ngọt bùi. Vì vậy, để tưởng nhớ chuyện tình của hai vợ chồng họ, người dân gọi trái ấy là trái sầu riêng. Chính vì vậy, người ta thường tránh ăn sầu riêng vào ngày mùng 1 bởi vì lo sợ cả năm sau đó sẽ gặp nhiều chuyện buồn, đau khổ, xui rủi, phải cô đơn một mình, không ai giúp đỡ. Thêm nữa, mùi sầu riêng khá nồng và đặc trưng nên cũng bị xếp vào danh sách các món nên kiêng kỵ vào ngày mùng 1 đầu xuân năm mới. Thứ tư, trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn hay người miền Nam còn gọi là hột vịt lộn là một món ăn khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam và một số các quốc gia phương Đông khác như Trung Quốc, Campuchia. Đây là một món ăn được chế biến từ quả trứng vịt khi phôi đã hình thành phát triển. Nó được coi là một món ăn nhẹ, giàu dinh dưỡng và giá cả rất bình dân. Trứng được bán rong hoặc tại các góc phố, các hàng ăn nhỏ. Người dân cũng có thể tự mua về nhà để chế biến hoặc ăn kèm với lẩu. Ngoài tác dụng về mặt dinh dưỡng và khẩu vị, thì người dân Việt Nam còn truyền tai nhau về tác dụng phong thủy tâm linh của món ăn này là cứu tinh dành cho những ai đang gặp vận hạn xui xẻo. Ra đường đụng xe, người ta cũng đi ăn trứng vịt lộn. Công việc có khó khăn trắc trở, người ta cũng ăn trứng vịt lộn. Gặp chuyện không may trong cuộc sống cũng ăn trứng vịt lộn. Bởi vì người ta tin rằng trứng vịt lộn có thể làm đảo chiều vận mệnh trên người, đang xui rủi thành may mắn, xả hết đi những đen đủi đang đeo bám lấy mình.
Tuy nhiên, theo quan niệm của các nhà phong thủy tâm linh, thì mùng 1 Tết tuyệt đối không nên ăn trứng vịt lộn. Bởi vì từ lộn trong từ trứng vịt lộn mang ý nghĩa đảo lộn, xáo trộn, bừa phứa, làm gì cũng không xuôi chèo mát mái, không nhiều may mắn. Trong khi đó, ngày mùng 1 âm lịch là ngày khởi đầu của năm mới, sẽ rất xui xẻo nếu ăn phải món ăn mang ý nghĩa xấu như trứng vịt lộn. Kính thưa quý vị, vẫn biết rằng những điều trong văn hóa tâm linh thì rất khó có thể giải thích chính xác bằng khoa học hiện đại và cũng chưa có ai kiểm chứng tất cả những vấn đề này. Tuy nhiên, các cụ xưa vẫn có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trong những ngày đầu xuân năm mới, trong không khí nô nức đón xuân mới đến, tiễn đưa năm cũ đi, người người nhà nhà đều mong muốn gia đình mình sẽ có thật nhiều phước lành, bình an, may mắn, phát tài, phát lộc. Vì vậy, chúng ta vẫn nên kiêng kỵ những món ăn mà Vạn Điều Hay đã kể ở trên để mang lại những may mắn, xua đuổi vận hạn cho gia đình. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.